Hôm nay ngày 16 tháng 12, phần mềm truy xuất nguồn gốc thịt heo đã chính thức đi vào hoạt động với hàng trăm cửa hàng bán lẻ siêu thị, cửa hàng tiện lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày đầu tiên ghi nhận thì người tiêu dùng khá là hồ hởi với phương thức này vì phần nào yên tâm hơn về nguồn gốc xuất xứ thịt heo, loại thực phẩm phổ biến nhất trong thói quen ăn uống của người Việt Nam. Tuy nhiên thì nhiều người nội trợ vẫn cảm thấy khó khăn với ứng dụng này. Như mọi ngày, ông Đáng vẫn tranh thủ thể dục buổi sáng và đi chợ cho gia đình. Quầy hàng đã quen với ông nhiều năm, nhưng hôm nay, thay vì cân hàng và ra về, ông còn nán lại để được kiểm tra nguồn gốc miếng thịt này. Trại nè, đang trại, cái nguồn heo này xuất phát từ đang trại Nguyễn Tuấn Anh, Bình Dương, rồi tới cơ sở giết mổ. Chỉ vậy là quá dễ hiểu rồi, đơn giản quá. Ngày sản xuất. Với miếng tem dán, điện thoại sẽ truy xuất được con đường mà miếng thịt này đến tay người tiêu dùng. Cách thức minh bạch thông tin được người dân đón nhận ngay từ ngày đầu phổ biến ở trên 300 điểm bán hàng. Nhưng vì đã ứng dụng công nghệ nên đây lại là trở ngại với rất nhiều người nội trợ lớn tuổi vốn đảm đương nhiệm vụ cơm nước cho con cháu trong nhà. Cái đó là nó tiện chứ, cho người ta muốn biết cái nguồn gốc của heo thì người ta nhắn, nhưng mà do cô cái điện tử cô dở lắm cho nên cô không. Chú nghĩ là chắc là không cần thiết đâu, ví dụ như chú xài điện thoại này thì không có ấy đâu, cũng lớn tuổi rồi, thành thử ra không có điện thoại kia, thì có tem, không có tem thì có tem thì chú nghĩ rằng chắc là nó có tin tưởng hơn. Tại các cái quầy sạp chợ cũng như là một số cái siêu thị lớn thì Sở Công Thương cũng đặt một số các cái máy chính mấy cái để mà người nội trợ dễ dàng, không cần smartphone, dễ dàng cứ đưa cái tem đó vô là sẽ đọc được cái thông tin ở trên cái màn hình đó thôi. Ở nhiều quốc gia, truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng điện tử là rất phổ biến. Ứng dụng Tikhe là một bước tất yếu của chính quyền và các doanh nghiệp để cung ứng sản phẩm an toàn. Nhưng có đến 86% khối lượng thịt tươi sống lại được người dân mua ở các chợ truyền thống, chứ không phải đến từ các siêu thị hay cửa hàng để soi thịt bằng smartphone. Và thịt trôi nổi, chứa chất cấm vẫn là thực trạng còn sớm được giải quyết. Thật ra là cái việc mà liên kết với thú y của các tỉnh đến thời điểm này vẫn chưa được suôn sẻ lắm, bởi vì cái việc mà ứng dụng các cái công nghệ thông tin này để thực hiện một cái chương trình nó rất là mới mẻ như thế này thì cần đòi hỏi một cái thời gian. Cái mục đích mình mong muốn cuối cùng á là cái phải kiểm soát được cái thịt này tại các cái chợ sỉ, chợ lẻ, chợ truyền thống, chứ mục đích đó không có nằm ở đây. Để thịt bẩn không xuất hiện trên bàn ăn người dân, vai trò quản lý và giám sát chặt chẽ từ cơ sở chăn nuôi đến tất cả các khâu phân phối là điều ai cũng hiểu. Chắc chắn, không thể chỉ trông chờ vào một con tem. Sự hào hứng của người tiêu dùng trước việc truy xuất nguồn gốc cũng có thể hiểu như một chiếc nêu cho nỗi sợ hãi thực phẩm bẩn ở thành phố này.